Hơn 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cử sớm, phá kỷ lục tại một số bang. Ông Trump và Harris đều tự tin đã thành công vượt mặt đối thủ, nắm chắc phần thắng trong tay. Ông Trump vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ tỷ phú Elon Musk. Ông chủ Tesla đang toan tính điều gì? Trong khi đó tại trào lửa Trung Đông, Israel tiến hành tấn công ác liệt vào mục tiêu nghi là sở chỉ huy đặc nhiệm Radwan của Hezbollah ở Syria. Iran có thể đáp trả Israel bằng một cuộc tấn công lớn từ Iraq. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm bằng gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Theo hãng tin AFP mới đây đưa tin, các cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cử sớm để chọn ứng viên tổng thống nhiệm kỳ tới, phá kỷ lục tại một số bang. Trong bối cảnh đó, cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris đều cho rằng nhiều cử tri bỏ phiếu sớm là để ủng hộ mình, dù giới phân tích cho rằng dữ liệu này rất khó diễn giải chính xác hãng AFP mới đây đưa, đưa tin hơn 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu bầu cử sớm để chọn ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tới, phá kỷ lục tại một số bang và khiến cả hai ứng cử viên đều hy vọng mang lại cho mình lợi thế, dù giới phân tích cho rằng dữ liệu này rất khó diễn giải chính xác. Cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris đều cho rằng nhiều cử tri bỏ phiếu sớm là để ủng hộ mình. Theo quan chức phụ trách bầu cử, Rat Raffensperger tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký và là kỷ lục mới. Ông nói thêm rằng, ông dự kiến có tới 70% cử tri Georgia sẽ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Tình hình tương tự ở một số tiểu bang dao động khác. Đảng Dân chủ hy vọng điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước đáng kể với sự ủng hộ của các cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa cho biết, các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ họ bỏ phiếu sớm. Tại một cuộc meeting gần đây, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục cao nhất về bỏ phiếu sớm. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Florida, người đang theo dõi chặt chẽ hoạt động bỏ phiếu sớm cho biết số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các chiến dịch tập trung nỗ lực khi ngày bầu cử đến gần. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng rất khó để đưa ra dự đoán ở giai đoạn này. Tuy nhiên, cũng không ngoài khả năng cả ông Trump và bà Harris đều hòa nhau. Vậy nếu ông Trump và bà Harris đều giành được 269 phiếu đại cử tri trong bầu cử năm nay, Hạ viện Mỹ sẽ quyết định ai là tân tổng thống. Tại Mỹ, để đắc cử, ứng cử viên cần nhận tối thiểu 270 phiếu. Lịch sử hiện đại Mỹ chưa từng ghi nhận trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu đại cử tri ngang nhau, nhưng giới chuyên gia cho rằng việc ông Trump và bà Harris năm nay cùng đạt 269 phiếu không phải là bất khả thi. Trang thăm dò Firenrut ABC News sử dụng mô hình máy tính để thực hiện 1.000 cuộc bầu cử giả định. Trong đó, ông Trump và bà Harris hòa phiếu trong 4 kịch bản. Trong những tình huống này, tu chính án thứ 12 trong Hiến pháp Mỹ được kích hoạt. Trong đó quy định Hạ viện lựa chọn Tổng thống, còn Thượng viện chọn Phó Tổng thống. Thượng viện sẽ quyết định chọn Phó Tổng thống từ hai ứng cử viên nhận nhiều phiếu nhất. Mỗi thượng nghị sĩ bỏ một phiếu ứng viên cần nhận 51 phiếu trong tổng số 100 phiếu để chiến thắng. Nếu Hạ viện không quyết định được Tổng thống trước trưa ngày tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2025, Phó Tổng thống đắc cử sẽ giữ vai trò quyền Tổng thống cho đến khi phá vỡ thế bế tắc. Trong trường hợp Thượng viện cũng không quyết định được tân Phó Tổng thống trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, đạo luật Tổng thống kế nhiệm quy định Chủ tịch Hạ viện sẽ đảm nhận vai trò điều hành đất nước cho đến khi chọn được Tổng thống và cấp phó. Trong kế hoạch xây dựng một chính quyền mới vừa được công bố, ông Trump tiết lộ sẽ giành một vị trí đối thủ cũ, Robert F Kennedy Jr. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump khi cuộc đua đang tiến gần về đích. Trong thời gian tham gia chính trường với tư cách một đảng viên dân chủ, ông Robert F Kennedy Jr đã nhiều lần công khai chỉ trích cựu tổng thống Mỹ một trong những đòn tấn công chính mà ông Kennedy nhắm thẳng vào đối thủ Trump trong năm tranh cử 2024 là tuyên bố cáo buộc ông chủ cũ Nhà Trắng phạm tội tham nhũng. Theo ông Kennedy, ông Trump đã giao chính quyền của mình cho những người vận động hành lang doanh nghiệp và các nhóm lợi ích đặc biệt, khiến nền chính trị Mỹ không còn trong sạch. Mọi chuyện đột ngột sẽ hướng sau cái bắt tay bất ngờ giữa cựu ứng viên dân chủ Kennedy Jr. và người đại diện tranh cử của Đảng Cộng hòa Trump tại một cuộc vận động ở Desert Diamond Arena. Arizona ngày 23 tháng 8 năm 2024. Đó cũng là lúc ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. rút tên khỏi lá phiếu của 10 bang chiến trường và tuyên bố sẽ hậu thuẫn ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Kennedy cũng tiềm ẩn rủi ro đối với cựu Tổng thống khi phe Dân Chủ đang tìm mọi cách khắc họa ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa với các mối quan hệ kỳ lạ là hiểm họa đối với đất nước. Theo các nhà quan sát nhận định, Phần lớn những gì ông Kennedy đang nỗ lực thúc đẩy đều có vẻ tích cực, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ủy ban tranh cử Make America Healthy Again của ông hứa hẹn sẽ tập trung vào các hoạt động nông nghiệp tái tạo, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và loại bỏ độc tố khỏi thực phẩm, nước và không khí của con người. Tuy nhiên, những ý tưởng đó vẫn thiếu chi tiết, chưa kể bản thân ông Kennedy cũng vướng phải nhiều sự chỉ trích kể từ khi rời đảng Dân Chủ để ra tranh cử tự do. Lý lịch tư pháp không hoàn toàn trong sạch với một lần bị bắt giảm và nhiều tuyên bố gây tranh cãi cũng khiến ông Kennedy Jr. khó thu hút được sự ủng hộ từ cử tri. Ngoài ra hồi tháng 9, ông Kennedy Jr. cho biết bản thân chỉ đình chỉ chiến dịch tranh cử chứ không chấm dứt hoàn toàn. Ông cũng rút tên khỏi lá phiếu của mấy bang chiến trường trong khi vẫn giữ tên trên lá phiếu của những bang còn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc ứng viên tự do này vẫn là một trong những đối thủ tranh cử của cựu Tổng thống Trump dù mức độ ảnh hưởng của ông tới cuộc đua không lớn như Phó Tổng thống Kamala Harris. Các nhà phân tích nhận định, dù các ứng cử viên của bên thứ ba khó có thể giành chiến thắng, nhưng cũng không phủ nhận rằng họ vẫn có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua bằng cách thúc đẩy một trong những ứng cử viên của đảng lớn đắc cử. Trong khi nhiều người vẫn khẳng định, cử tri Mỹ xứng đáng được lựa chọn và các ứng cử viên độc lập buộc những người được đề cử của đảng lớn phải chú ý đến các vấn đề thường xuyên bị bỏ qua có ý kiến cho rằng những cái tên đến từ bên thứ ba không khác gì những kẻ phá đám. Ứng viên Kennedy JR có thể gây tác động lớn nhất ở các bang chiến trường, nơi ông đã kêu gọi người dân ủng hộ bỏ phiếu cho ông Trump. Tên của ông sẽ vẫn xuất hiện trên lá phiếu ở các bang chiến trường Wisconsin và Michigan sau khi hai bang này từ chối xóa tên ông khỏi phiếu bầu. Một tháng sau, khi yêu cầu giới chức New York giữ tên mình trên lá phiếu bầu tổng thống của tiểu bang này Ngày 30 tháng 10, ông Kennedy Jr đã yêu cầu tòa án tối cao xóa tên mình khỏi những lá phiếu tại tiểu bang chiến trường Wisconsin. Ông Kennedy cũng có ý định đưa khiếu nại tương tự lên tòa án tối cao để được biến mất khỏi ngày bầu cử ở Michigan. Tuy nhiên, tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu này của ông Kennedy Jr vào ngày 30 tháng 10. Phán quyết trên của tòa án có thể khiến tỷ lệ ủng hộ bị chia nhỏ và ảnh hưởng đến cựu tổng thống, đặc biệt khi bang Michigan và Wisconsin là hai bang dao động, nơi ông Trump đang cạnh tranh gay gắt với đối thủ Kamala Harris. Phá thai từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi sâu sắc trong chính trường Mỹ. Tuy nhiên, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi tòa án tối cao nước này đảo ngược phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022, dẫn đến việc chấm dứt quyền phá thai được hiến pháp bảo vệ gần 50 năm. Theo tổ chức KFF, cứ 6 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Mỹ thì có một người cho rằng phá thai là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử năm nay. Một bài khảo sát của New York Times công bố vào tháng 10 cũng cho thấy phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với các cử tri, chỉ đứng sau kinh tế. Bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền phá thai trong chiến dịch tranh cử, cam kết sẽ bảo vệ và mở rộng quyền tự do sinh sản. Trong khi đó, ông Trump, người từng nhiệt tình ủng hộ phán quyết của tòa án tối cao đối với quyền phá thai, trong thời gian gần đây đã nhiều lần thay đổi quan điểm. Hồi tháng 4, ông Trump đã cảnh báo Đảng Cộng hòa không nên có lập trường quá cứng rắn về vấn đề quyền phá thai trước cuộc bầu cử vào tháng 11, cảnh báo rằng vấn đề này có thể khiến Đảng Cộng hòa mất ghế tổng thống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội True Social, ông Trump đã nhắc đích danh tới thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ông Graham đang có cách tiếp cận khá cứng rắn về vấn đề này, trong khi ông Trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Ông Trump nói Thượng nghị sĩ Lindsey Graham gây bất ngờ lớn cho Đảng Cộng Hòa và đất nước chúng ta. Đảng Dân Chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này, tức quyền phá thai, và họ muốn tiếp tục duy trì nó miễn là Đảng Cộng Hòa sẽ cho phép họ làm như vậy. Động thái này của ông Trump khiến phe bảo thủ và các nhóm phản đối quyền phá thai cảm thấy thất vọng, nhất là khi vào đầu tháng 10, ông cho biết sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu trở thành tân Tổng thống và ủng hộ việc trao quyền quyết định vấn đề này cho từng tiểu bang. Vợ ông và là cựu đệ nhất phu nhân Melanie Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền phá thai. Trong cuộc bầu cử sắp tới, người dân ở 10 tiểu bang sẽ có cơ hội quyết định liệu quyền phá thai có được đưa vào hiến pháp của tiểu bang mình hay không. Các bang này bao gồm Montana, Arizona, Missouri, Nebraska, Colorado, Florida, Maryland, Nevada, New York và South Dakota với những quy định khác nhau về quyền phá thai. Vừa qua, trên sân khấu chính tại hội trường thị trấn Lancaster của bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, tỷ phú Elon Musk tiếp tục trao tặng tấm séc trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho người tiếp theo. Đúng như cam kết, phần thưởng ngẫu nhiên dành cho người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí, được công bố hồi đầu tháng bởi siêu ủy ban hành động chính trị Mỹ, America PAC, do chính ông Musk thành lập vào tháng 7 năm 2024 và đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump. Người trở thành triệu phú lần này là cử tri Judy Kamura. Trang web của America PAC đã xác nhận và cho biết, trước đó, nhiều cử tri của các tiểu bang giao động đã kiếm được một triệu đô la Mỹ. Đúng là chỉ cần một chữ ký, bạn sẽ có cơ hội trở thành triệu phú. Elon Musk, người nhiều tiền nhất hành tinh, đã thực hiện trao một phần thưởng triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho đến ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Trong sự kiện tại thành phố Pittsburgh, cũng tại Pennsylvania, tấm xét khổng lồ trị giá 1 triệu đô la Mỹ cũng đã được tỷ phú Elon Musk trao tận tay Christine Fischel. Phần thưởng của tỷ phú Elon Musk đã thu hút đông đảo người Mỹ ký tên vào bản kiến nghị với hy vọng trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Còn bằng cách yêu cầu cử tri ký tên vào bản kiến nghị, America PAC có thể thu thập thông tin liên lạc từ các cử tri tiềm năng, từ đó vận động họ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tất tay ủng hộ ông Trump, thậm chí cho rằng mình đang mạo hiểm cả mạng sống khi đồng hành với cựu tổng thống. Nhưng ông trùm công nghệ này không phải lúc nào cũng là người ủng hộ ông Trump. Trước đây, tỷ phú Elon Musk là người theo chủ nghĩa tự do của thung lũng Silicon và thường tự gọi mình là người theo chủ nghĩa trung dung và ôn hòa về mặt chính trị. Giới phân tích cho rằng, cú quay xe của tỷ phú Elon Musk không hoàn toàn chỉ liên quan lợi ích kinh doanh. Vậy tại sao tỷ phú Musk lại ủng hộ ông Trump một cách nhiệt thành như vậy? kể cả việc nhảy nhót trên sân khấu bên cạnh ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại các cuộc vận động tranh cử và chi gần 120 triệu đô la Mỹ cho America PAC để ủng hộ cựu Tổng thống. Nhà đầu tư mạo hiểm và chiến lược gia chính trị Bradley Tux nói với Euronews Next, vị tỷ phú công nghệ này tin rằng ông Donald Trump sẽ thắng và điều đó sẽ dẫn đến nhiều hợp đồng của NASA hơn cho SpaceX, nhiều hợp đồng liên bang hơn cho Starlink, nhiều ưu đãi hơn cho Tesla, bảo vệ mục 230 cho Twitter, và các cơ hội khác trong danh mục đầu tư của ông ấy. Chiến lược gia Tursh bình luận, tuy nhiên, đây là canh bạc lớn đối với ông Musk, vì nếu bà Kamala Harris thắng, thì khó khăn đối với ông ấy sẽ lớn hơn nhiều so với việc ông ấy không làm gì cả. Ngoài ra, giới quan sát còn cho rằng, chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump cũng có thể chứng kiến tỷ phú Elon Musk trực tiếp tham gia vào chính trị. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump từng nói rằng, ông chắc chắn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào một vị trí trong nội các hoặc cố vấn nếu được bầu đồng thời ca ngợi Elon Musk là một người thông minh. Giới truyền thông bình luận dường như vị tỷ phú công nghệ đang hướng tới ghế bộ trưởng, bộ hiệu suất chính phủ DOGE, trong chính quyền mới nếu ông Trump đắc cử. Nhiều người được hỏi đều nói rằng họ không lo ngại vì ý tưởng người đàn ông giàu nhất thế giới đảm nhận một ghế trong chính quyền Mỹ mới bất chấp vô số xung đột lợi ích tiềm tàng, bởi các doanh nghiệp của ông Musk nắm giữ nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ. Dù có rất ít khả năng đắc cử, nhưng sự xuất hiện của các ứng cử viên tổng thống tự do và đảng nhỏ cũng sẽ có tác động nhất định đến kết quả cuộc bầu cử của cặp đôi Trump Harris. Đây là những biến số thường bị bỏ qua trong cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn mà danh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi được quyết định chỉ với vài lá phiếu. Bước vào đường đua tranh cử với xuất phát điểm mạnh là thành viên của gia tộc Kennedy danh giá và là cháu trai của cựu tổng thống Mỹ John Kennedy. Ứng cử viên 70 tuổi này đã công khai đối đầu với ông Joe Biden cho vị trí đại diện tranh cử của Đảng dân chủ. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 2023, nhận thấy khả năng chiến thắng tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ khá mong manh, ông Kennedy đã từ bỏ Đảng Xanh và chính thức trở thành một ứng cử viên tự do. Chiến dịch tranh cử của ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cử tri và thậm chí từ chính những người thân với lập luận rằng ông đã quay lưng lại với truyền thống phục vụ Đảng dân chủ đã kéo dài nhiều đời trong gia đình. Đến tháng 8 năm 2024, ông Kennedy đã đình chỉ chiến dịch của mình và ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này được xem là một chuyển biến trái ngược bởi trước đó, ông thường xuyên cáo buộc ông Biden và ông Trump làm tăng chi tiêu của chính phủ, kéo dài sự can dự của Mỹ và các cuộc xung đột ở nước ngoài và ban hành các chính sách có lợi cho các tập đoàn lớn. Nếu tái đắc cử, ông Kennedy hứa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và cam kết đàm phán để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời ban hành lệnh cấm vận động hành lang trong 5 năm đối với các cựu quan chức chính phủ nhằm quét sạch nạn tham nhũng. Ông cũng cam kết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng bất kỳ quan chức chính phủ nào gian dối sẽ mất việc. Một ứng cử viên khác là ông Cornel West. Ban đầu khi tuyên bố ứng cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023 và có ý định gia nhập Đảng Nhân dân, People's Party, trước khi chuyển hướng để tìm kiếm đề cử của Đảng Xanh, Green Party. Chỉ tháng sau, Ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định trở thành đại diện của bất kỳ đảng nào và đứng ra tranh cử với tư cách một ứng cử viên độc lập. Người đồng hành tranh cử của ông, giảng viên Đại học bang California Los Angeles và nhà hoạt động xã hội Milena Abdullah tập trung vào chiến lược chung là danh sự ủng hộ từ những đảng viên dân chủ phản đối việc Tổng thống Joe Biden ủng hộ hoạt động quân sự của Israel ở giải Gaza. Ông West tuyên bố sẽ gây sức ép buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và rút khỏi lãnh thổ Palestine đồng thời cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, thúc đẩy việc xóa bỏ NATO. Ông cũng cam kết ban hành chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả cư dân Mỹ, đồng thời ngừng mọi dự án cho thuê dầu khí trên đất liên bang. Trong khi đó, bà Jill Stein, ban đầu là người quản lý chiến dịch của ông Conan West trong thời gian ngắn khi ứng cử viên này giữ một vị trí trong đảng xanh. Nhưng ngay sau khi chuyển sang ứng cử độc lập, bà Stein tự tìm kiếm một đề cử từ đảng này Chiến dịch của bà chủ yếu tập trung vào việc chống lại sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột ở giải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tháng 4 năm 2024, bà đã bị bắt tại một cuộc biểu tình tại Đại học Washington ở St. Louis khi làn sóng phản chiến lan rộng khắp các khuôn viên đại học trên khắp nước Mỹ. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Romania đã công bố dự thảo luật cho phép bắn hạ máy bay xâm phạm không phận bất hợp pháp dựa trên mức độ đe dọa Dự thảo được Romani đưa ra khi nước này thường xuyên nhận được những thông báo về việc máy bay không người lái, UAV, xâm phạm không phận. Dự thảo luật nêu rõ, các hoạt động quân sự ở Biển Đen, việc gia tăng sử dụng UAV tiếp tục tạo ra những rủi ro lớn tại khu vực biên giới Ukraine, Romani. Theo đề xuất, quân đội Romania có thể ngăn chặn, phá hủy máy bay có người lái và không người lái, vi phạm không phận trong một số trường hợp nhất định. Theo đó, việc chặn một máy bay có người lái sẽ được thực hiện theo một số bước, bao gồm thiết lập liên lạc vô tuyến, thông báo cho phi công và bắn cảnh cáo. Việc sử dụng vũ khí trên máy bay hoặc hệ thống phòng không trên mặt đất sẽ là biện pháp cuối cùng. Đối với máy bay không người lái, chúng có thể bị bắn hạ, vô hiệu hóa hoặc kiểm soát tùy thuộc vào mức độ đe dọa. Tuy nhiên, bắn hạ là biện pháp cuối cùng. Dự luật được đề xuất có thể cho phép lực lượng phòng không Romania cũng như các hệ thống của NATO đóng tại nước này bắn hạ những mục tiêu có thể đe dọa an ninh của Romania và các nước láng giềng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nếu luật được thông qua, các hệ thống phòng không NATO sẽ có thể sử dụng khả năng của mình để tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái của Nga, bao gồm cả những vũ khí nhắm vào mục tiêu quân sự ở khu vực Odessa của Ukraine. Trước đây, điều này chỉ được thực hiện trong tình trạng thiết quân luật, nhưng giờ đây khi các chính trị gia lên kế hoạch trao thêm quyền lực cho quân đội Rumani khi rủi ro gia tăng gần biên giới vì cuộc giao tranh ở Biển Đen gây ra. Rumani là nơi đặt nhiều hệ thống phòng không của các quốc gia đồng minh, Pháp đã triển khai một hệ thống phòng không SAMT, Mamba và hai radar GM200, trong khi Tây Ban Nha đã triển khai một radar TPS-43. Ngoài ra, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng tăng cường phòng không bằng một radar di động Lanza LTR-25 do Ý cung cấp, cũng như 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và một radar TPS-80. Không phận Romania cũng được bảo vệ bởi máy bay NATO như một phần của sứ mệnh kiểm soát trên không. Số lượng máy bay này liên tục được duy trì ở mức 10 chiếc kể từ cuối tháng 9 năm 2024, máy bay cảnh báo sớm trên không Boeing E3 Sentry cũng đã được triển khai tuần tra trong khu vực. Nếu dự luật mở rộng sức mạnh được thông qua, các chuyên gia kỳ vọng NATO sẽ tăng số lượng hệ thống phòng không ở Romania và khóa chặt không phận trước phương tiện tấn công đường không của Nga. Hungary, dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán, là mối quan ngại của nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu vì có quan hệ đặc biệt với Nga nước này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu EPC vào ngày 7 tháng 11, trong đó có sự tham gia của Georgia. Tiếp theo là cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 8 tháng 11. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng việc tẩy chay cuộc họp ở Budapest là một ý tưởng tồi tệ. Trong chuyến thăm Geneva, Thụy Sĩ, ông khẳng định điều này với các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh ông có các cuộc gặp những người đứng đầu Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế và các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc, Ông Charles Mitchell bày tỏ dù có một số cá nhân có ý định tẩy chay vì các vấn đề và các tuyên bố của Thủ tướng Hungary vừa qua, tuy nhiên ông đang cố gắng thuyết phục những người này thay đổi những quan điểm tiêu cực vì một sự thống nhất và mục tiêu chung của khối. Thủ tướng Orbán từ lâu đã là cái gai trong mắt EU vì chính phủ của ông đã đi ngược lại một số nguyên tắc dân chủ và pháp quyền của khối. Nổi bật trong đó là mối quan hệ đặc biệt với Nga sau hơn 2 năm cuộc xung đột với Ukraine. Ông cũng nhiều lần bác quan điểm của khối và trì hoãn việc hỗ trợ cho Ukraine Nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đã bị đa số các nước EU chỉ trích vì chuyến thăm bất ngờ tới Moscow ngay sau khi nhậm chức chủ tịch luân phiên EU. Vừa qua, Thủ tướng Orbán đã phản ứng với Thủ tướng Thụy Điển Christensen về những chỉ trích đối với cá nhân ông có liên quan tới Moscow và một số quan điểm đối với vấn đề của Georgia. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lời mời Georgia tới hội nghị thượng đỉnh EPC đồng thời nhấn mạnh nước này đảm bảo các tiêu chí và người dẫn đã thể hiện mong muốn rõ ràng về việc gia nhập khối. Theo đài DVK của Đức, EU có 3 cơ quan chính trị nền tảng, trong đó Ủy ban châu Âu EC là cơ quan hành pháp, soạn thảo hầu hết các luật và giữ phần lớn quyền lực kỹ thuật. 27 ủy viên của Ủy ban được bổ nhiệm, mặc dù phần nào dựa trên kết quả bầu cử nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu với các thành viên được bầu từ tất cả các quốc gia thành viên phải thông qua tất cả các đề xuất của ủy ban bằng cách bỏ phiếu đa số và cũng có thể đề xuất các bước cho ủy ban xem xét. Nhưng gần như mọi thứ mà EU làm cần sự phê chuẩn cuối cùng từ Hội đồng châu Âu. Hội đồng phải phê chuẩn gần như tất cả các chính sách của EU, nhất trí cho các vấn đề nhạy cảm nhất và bằng các quy trình bỏ phiếu đa số phức tạp khác trước khi chính sách được thực thi. Các nước châu Âu thay phiên giữ vai trò chủ tịch hội đồng mỗi 6 tháng một lần, thời gian này gọi là nhiệm kỳ chủ tịch. Nước nắm giữ cương vị chủ tịch vẫn phải chịu các rào cản về thực thi chính sách theo quy trình. Tuy nhiên nước này có thể phần nào định hướng chương trình nghị sự và quyết định những vấn đề nào được mổ xẻ hoặc bị bỏ qua trong nhiệm kỳ của mình. Trên trang web của chính phủ Anh, London tiết lộ sẽ cung cấp hệ thống tên lửa hiện đại để trang bị cho trực thăng Sea King của Ukraine. Thông cáo chung nêu rõ, nhóm công tác đặc biệt và ngành công nghiệp quốc phòng các nước châu Âu sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để đảm bảo Ukraine có được chiến thắng nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài. Thông điệp viết rõ, trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho Ukraine những khả năng phòng thủ mới, ví dụ như trang bị cho các trực thăng Sea do Đức bàn giao hệ thống tên lửa hiện đại. Tại cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Ukraine sẽ nhận được 6 trực thăng đa năng Sea MK41 cùng phụ tùng thay thế. Đức cũng sẽ có trách nhiệm đào tạo phi công cho Ukraine Ông Boris Pistorius nhấn mạnh hiệu quả đã được chứng minh của trực thăng, lưu ý tính linh hoạt của chúng trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên Đức chuyển giao thiết bị như vậy. Ông Boris Pistorius nói: "Sikin sẽ giúp ích cho người Ukraine trong nhiều lĩnh vực, từ trinh sát trên biển đen đến vận chuyển binh sĩ. Mặc dù chưa công khai thông tin, nhưng có khả năng các trực thăng này sẽ được trang bị tên lửa Brimstone 2 phiên bản mới nhất. Brimstone là dòng tên lửa tiên tiến của Anh." do tập đoàn tên lửa MBDA phát triển từ năm 1996. Tên lửa được trang bị đầu dò radar 6 mm và laser bắn chủ động, cho phép chúng hoạt động cả ngày và đêm cũng như trong mọi điều kiện thời tiết. Brimstone được thiết kế để chống lại các phương tiện bọc thép, pháo và các mục tiêu khác. Thế hệ tên lửa Brimstone đầu tiên có trọng lượng 48,5 kg, trong đó đầu đạn nặng 6,3 kg, có khả năng xuyên giáp và nứng nổ, chiều dài 1,8 m, đường kính 180 mm và tầm bắn tối đa 20 km. Brimstone được trang bị đầu đạn chống tăng có sức nổ lớn song song, giúp nó có thể tiêu diệt mục tiêu một cách hiệu quả. Brimstone 2 được cải tiến từ Brimstone thế hệ cũ. Ở phiên bản này, Brimstone 2 có tầm bắn lớn hơn, đầu đạn và hệ thống dẫn đường được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi Brimstone tiêu chuẩn bay xa tới 12 km khi phóng từ trực thăng và 20 km từ máy bay phản lực, thì thế hệ thứ hai có tầm bắn lần lượt là 40 và 60 km nhưng đáng chú ý nhất là trực thăng Sea King còn có thể được trang bị tên lửa chống hạm tầm xa Mark Error. Đây là phiên bản hiện đại hóa sâu sắc so với thế hệ trước. Với những vũ khí trên, trực thăng Sea King có thể cơ động tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước một cách linh hoạt, giúp Ukraine hy vọng kiểm soát biển đen và chấn áp tàu mặt nước của đối phương liên quan đến những diễn biến căng thẳng hiện tại ở Trung Đông. Thưa quý vị, Israel mới đây đã tấn công một mục tiêu nghi là kho đạn Sở Chỉ huy Đặc nhiệm Radwan và đơn vị phụ trách vũ khí thuộc Hezbollah ở miền Tây Syria nhằm ngăn hoạt động chuyển vũ khí từ Iran tới các nhóm vũ trang qua nước này. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Avijay Andere cho biết, không quân nước này đã mở chiến dịch tập kích các vị trí của Hezbollah ở thành phố Anquisay thuộc tỉnh Homs miền Tây Syria nhằm ngăn hoạt động chuyển vũ khí từ Iran tới các nhóm vũ trang qua ngã Syria. Quan chức Israel cho biết, mục tiêu trong trận không kích là kho đạn, sở chỉ huy của đặc nhiệm quan và đơn vị phụ trách vũ khí thuộc Hezbollah chịu trách nhiệm cất giữ phương tiện chiến đấu cho nhóm. IDF thêm rằng, đơn vị này gần đây mở rộng hoạt động sang Syria và tích trữ vũ khí tại vùng Al-Qusay. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết, Israel tấn công khu công nghiệp tại thành phố Anquisei và các khu dân cư tại tỉnh Homs. Trận không kích khiến một số dân thường thiệt mạng và bị thương, làm hư hại nhiều ngôi nhà và hàng loạt công trình trong khu công nghiệp. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR, có trụ sở tại Anh nói rằng IDF đã mở 3 đợt không kích nhằm vào Anquisei và vùng lần cận, khiến 7 dân thường và 3 tay súng Syria làm việc cho Hezbollah thiệt mạng, 11 người bị thương đây không phải là lần đầu tiên Israel tấn công vào sở chỉ huy của lực lượng Hezbollah. Trong một tuyên bố vào tháng trước, quân đội Israel cho biết đã tiến hành cuộc không kích chúng vào một trung tâm chỉ huy và một kho vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu Liban sơ tán khẩn cấp dân thường, sống gần các tòa nhà có liên hệ với Hezbollah tại hai khu phố ở phía nam thủ đô Beirut. Quân đội Israel đã đánh dấu các cơ sở này trên hai bản đồ và tuyên bố sẽ sớm tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào đây. Về phía Liban, truyền thông nhà nước đưa tin Israel đã tiến hành hai cuộc không kích tại Haret Harek và Hadad, đều nằm trong cứ điểm Dahiye của lực lượng Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirut. Trong đêm trước đó, Israel cũng đã tấn công hàng chục làng mạc và thị trấn ở phía nam Liban. Trong đó, thành phố Nabatieh bị không kích tới 7 lần trong đợt tấn công thứ ba trong tuần này thị trường thành phố này cũng đã thiệt mạng. Từ cuối tháng 9, Israel đã triển khai chiến dịch không kích cường độ cao, nhà và Liban cũng như phát động cuộc tấn công chuyển bộ, vừa lý do ổn định khu vực biên giới sau gần một năm giao tranh với lực lượng Hezbollah vì cuộc xung đột tại giải Gaza. ACS đưa tin, Iran đang chuẩn bị tung đòn đáp trả Israel từ lãnh thổ Iraq và có thể tập kích trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Báo cáo cho biết, Cuộc tấn công dự kiến được thực hiện từ Iraq bằng cách sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo. Và giải thích rằng sở dĩ Tehran tấn công Tel thông qua lực lượng dân quân ở Iraq nhằm tránh sự việc Israel tấn công đáp trả vào các mục tiêu chiến lược ở Iran. Israel và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng về phía lãnh thổ của nhau kể từ khi nổ ra xung đột ở giải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Cuối tháng trước, để trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran, Israel đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có nhà máy chế tạo tên lửa của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Sau vụ việc này, giới chức Tehran tuyên bố sẽ đáp trả đau đớn Tel Aviv. Báo New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, đầu tuần này, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ đạo Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao lên kế hoạch trả đũa. Theo đó, giới chức Iran được cho là đã đưa ra một danh sách thống kê các mục tiêu ở Israel mà họ có thể nhắm đến. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, Iran có ý định đáp trả Israel sau bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 thay vì trước bầu cử do lo ngại rằng căng thẳng gia tăng có thể làm tăng cơ hội tái đắc cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện chưa rõ thời điểm và quy mô đáp trả của Iran, nhưng các nhà phân tích nhận định Iran sẽ tìm cách tránh xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát. Căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng sau sự kiện Hamas ở Gaza tấn công miền nam Israel tháng 10 năm ngoái. Israel sau đó mở chiến dịch đáp trả Hamas trong khi Hezbollah ở Liban tăng cường tập kích miền Bắc Israel để thể hiện sự ủng hộ của đồng minh ở Gaza. Hezbollah và Hamas đều là các nhóm được Iran hậu thuẫn trong nỗ lực đối phó ảnh hưởng của Israel tại Trung Đông. Tình hình khu vực gần đây xấu đi sau loạt sự kiện như Israel đã hạ sát nhiều chỉ huy, lãnh đạo cao cấp của Hamas và Hezbollah. Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1 tháng 10. Tel Aviv cũng đang tiến hành chiến dịch trên bộ hạn chế tại miền Nam Liban. Sau sự kiện ngày 26 tháng 10, nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức đã kêu gọi Iran không tiếp tục tập kích Israel để xuống thang căng thẳng. Theo tờ Jerusalem Post, tại một hội nghị quốc tế ở Paris, các nhà lãnh đạo châu Âu đã chỉ ra lực lượng vũ trang Liban, tức quân đội Liban là chìa khóa để ổn định đất nước. Khoảng 200 triệu đô la Mỹ đóng góp đã được công bố, bao gồm cả số tiền do Mỹ, Pháp và Đức cung cấp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, quân đội Liban có vai trò quyết định hơn bao giờ hết vào thời điểm hiện tại. Vấn đề đặt ra là quân đội Liban trong nhiều năm đã không đáp ứng được nguyện vọng của phương Tây, bị kìm hãm bởi nguồn lực hạn chế và thực tế chính trị mong manh ở Liban. Mặc dù đã nhận được 3 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ Mỹ kể từ năm 2006, quân đội Liban vẫn chưa được trang bị đầy đủ để bảo vệ biên giới và để lùi Hezbollah, phong trào vũ trang đang có xung đột với Israel. Quân đội Liban bị áp đảo về quân số và vũ khí, họ có khoảng từ 70.000 đến 80.000 binh sĩ đang tại ngũ, so với ước tính lên tới 100.000 thành viên của Hezbollah. Theo quân đội Liban, Họ thiếu các hệ thống phòng không tiên tiến và chỉ sở hữu khoảng 5 máy bay chiến đấu đang hoạt động và khả năng tên lửa hạn chế, trong khi Hezbollah có hàng chục nghìn tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái UAV. Aman Saad, giảng viên chính trị tại Đại học Cardiff và là chuyên gia về các vấn đề của Liban cho biết, đây là một trong những đội quân yếu nhất ở Trung Đông. Ông này nhấn mạnh, đó là một phần lý do khiến Hezbollah nổi lên vào những năm 1980 vì quân đội Liban không thể chống lại Israel, ám chỉ đến cuộc tấn công Liban trước đó của Israel đã giúp thúc đẩy việc thành lập Hezbollah như một lực lượng đối lập. Quân đội Liban được cho là đã giải giáp Hezbollah với sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một phần trong thỏa thuận của Liên hợp quốc năm 2006 nhằm chấm dứt cuộc chiến trước đó giữa Israel và Hezbollah. Thay vào đó, Hezbollah đã nhập khẩu thêm vũ khí qua Syria. Phong trào này cũng duy trì hiện diện ở phía nam sông Litani của Liban, một khu vực mà họ được yêu cầu đã phải rời khỏi. Những điều kiện đó đã góp phần vào cuộc tấn công Liban của Israel Cuộc tấn công bắt đầu vào tháng 9 năm nay khi quân đội Israel vượt biên giới vào Liban nhằm ngăn chặn Hezbollah bắn tên lửa vào miền bắc Israel vốn diễn ra trong suốt năm qua. Các sĩ quan quân sự Liban cho biết, lực lượng vũ trang của nước này đã rút lui khỏi biên giới, tránh một cuộc đối đầu có thể khiến họ phải chạm trán với lực lượng Israel được trang bị tốt hơn nhiều và theo các nhà phân tích, điều này có thể khiến họ bị Mỹ xa lánh. Trong những năm qua, Mỹ và châu Âu cung cấp phần lớn tiền và đào tạo cho quân đội Liban khi một cuộc khủng hoảng tài chính làm cạn kiệt ngân sách của lực lượng vũ trang Liban, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vào cuộc vào năm ngoái để giúp trả lương cho binh sĩ. Nhưng tiền lương vẫn còn thấp đến mức rất nhiều binh sĩ phải làm thêm công việc giao hàng bằng xe máy. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự của Liban năm ngoái là 241 triệu đô la Mỹ. Tiền của Mỹ chiếm hơn một nửa chi tiêu từ năm 2021 đến năm 2023, với 150 triệu đô la Mỹ được yêu cầu cho năm tới những người ủng hộ việc tài trợ cho biết điều đó đã mang lại lợi ích cho Liban và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Quân đội Liban đã trấn áp nạn buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Đôi khi phối hợp với Hezbollah, họ đã đánh bại các tay súng nhà nước Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al Sadid, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn hành động tấn công của Israel và bảo vệ người dân, hy vọng sẽ sớm thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Thủ tướng Mikati cũng cho hay, ông vừa có cuộc điện đàm với điều phối viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ về cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh năng lượng, Amos Hochstein. Người đang trên đường đến Israel, ông Hochstein nói rằng có thể đạt được kết quả tích cực trước ngày 5 tháng 11, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử Tổng thống. Ông Mikati cho hay, nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phao cứu sinh của chúng tôi vì nó sẽ mang lại sự ổn định lâu dài ở miền Nam Liban. Do đó, cần thực hiện đầy đủ nghị quyết này, chúng tôi yêu cầu quân đội phải kiểm soát các quận phía Nam Liban ngay sau khi lực lượng Israel rút quân. Trong diễn biến liên quan, tân thủ lĩnh tối cao của Hezbollah ở Liban, ông Naim Qasem cho biết, lực lượng này sẽ chấp nhận lệnh ngừng giao tranh với Israel kèm theo những điều kiện mà lực lượng này cho là phù hợp và chấp nhận được. Song ông Qasem nói chưa có thỏa thuận khả thi nào được đưa ra. Trong khi đó, Mỹ đã thúc đẩy một đề xuất ngừng bắn nhằm khôi phục cả hai bên biên giới Liban, Israel, hơn một năm sau khi Hezbollah tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel, gần như hàng ngày. Đài truyền hình Can của Israel dẫn tài liệu được cho là dự thảo do Mỹ đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah về việc thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Hezbollah duy trì sự hiện diện ở phía nam sông Litani. Theo các tài liệu sau Can công bố, đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong thời gian đó quân đội Liban sẽ triển khai dọc biên giới và tịch thu vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Liban. Vào cuối thời hạn 60 ngày, Israel và Liban sẽ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Mỹ về việc thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 và giải quyết các tranh chấp biên giới. Cơ chế giám sát và thực thi quốc tế IMEM mới sẽ được thành lập với Mỹ làm chủ tịch và có sự tham gia của Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha Vương quốc Anh, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL và các nước trong khu vực. Đài Can đưa tin bản dự thảo giữa Mỹ và Israel khẳng định quyền tự vệ của tên Abib và cho biết Washington sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn và đảm bảo Liban thực hiện các cam kết. Trong khi đó, tại cuộc họp của các quan chức cấp cao Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì hồi cuối tháng 10, đã cho thấy sự nhất trí rộng rãi rằng Tel Aviv đã phần lớn đạt được các mục tiêu của mình ở Liban và hiện nên tìm cách chuyển điều đó thành một thỏa thuận, chấm dứt giao tranh. Ông Nêm qua xem người được bầu làm thủ lĩnh mới của Hezbollah, là nhân vật đã gắn bó, công hiến cho lực lượng này trong hơn 30 năm. Phó thủ lĩnh Nim Qasem đảm nhận vị trí mới sau khi Israel tiến hành hàng loạt vụ ám sát các nhân vật cấp cao Hezbollah, khiến lực lượng tại Liban rơi vào tình trạng thiếu hụt người lãnh đạo. Ông qua xem là một trong những nhân vật cuối cùng của nhóm lãnh đạo chính trị và tôn giáo đủ điều kiện để được bầu làm thủ lĩnh Hezbollah. Hezbollah khẳng định việc bổ nhiệm ông Qasem tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của lực lượng này. Hezbollah đồng thời bổ sung rằng lực lượng này sẽ cầu nguyện để Chúa toàn năng chỉ dẫn ông Qasem trong sứ mệnh cao cả là lãnh đạo Hezbollah và cuộc kháng chiến hồi giáo của nhóm. Ông Qasem được gọi là nhân vật số 2 của Hezbollah. Ông là một trong những học giả tôn giáo đã thành lập Hezbollah vào đầu những năm 1980 và có thâm niên tham gia hoạt động chính trị của người hồi giáo dòng Shia. Ông Qassem đã tham gia các cuộc họp dẫn đến sự hình thành Hezbollah để ứng phó với cuộc xâm lược Liban của Israel năm 1982. Ông là điều phối viên chính thức trong các chiến dịch bầu cử quốc hội Liban của Hezbollah kể từ khi lực lượng này lần đầu tiên tham gia tranh cử vào năm 1992. Ông Qassem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 bởi thủ lĩnh Hezbollah khi đó là Abbas Musawi, nhân vật đã tử vong trong cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm sau đó. Ông Qassem vẫn giữ vai trò của mình khi Nasrallah trở thành thủ lĩnh. Ông qua xem từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thống nước ngoài, ngay cả khi các cuộc giao tranh xuyên biên giới với Israel diễn ra dữ dội trong năm qua. Ông còn nổi tiếng với tác phẩm xuất bản năm 2005 có tiêu đề Hezbollah – The Story from Within, tạm dịch Hezbollah – Câu chuyện từ bên trong. Cuốn sách này đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ông Nicolas Blanford tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định với Al Jazeera về lựa chọn thủ lĩnh mới của Hezbollah tôi không nghĩ nó báo hiệu thay đổi, nếu có, ông qua xem là dấu hiệu của sự tiếp nối. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, ông qua xem đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời dường như mở ra cánh cửa cho lệnh ngừng bắn với Israel. Tuy nhiên, ông qua xem không liên kết rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Liban với việc chấm dứt xung đột ở Gaza. Trước đó, ông từng khẳng định rằng Hezbollah ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn. Đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện tiên quyết để lực lượng này ngừng giao tranh với Israel. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky mới đây đã tuyên bố về mục đích của mình liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Quốc của Nga. Theo đó, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine chưa bao giờ có ý định chiếm nhà máy này như cách Nga đã làm với nhà máy hạt nhân Zaporizhia của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng quân đội Ukraine chưa bao giờ có ý định giành lấy nhà máy điện hạt nhân Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga Cụ thể, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Bắc Âu Nếu chúng tôi muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân của Nga thì chúng tôi đã làm điều đó rồi Chúng tôi có đủ khả năng chiếm nhà máy này Nhưng hành động ấy khiến Ukraine không khác gì Nga Khẳng định sẽ không chiếm giữ cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương như cách Nga đã làm với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Trang chuyên theo dõi thông tin nguồn mở cho biết, nhà máy hạt nhân này nằm cách các vị trí do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk khoảng 40 km. Nhà máy hạt nhân này có hai lò phản ứng đang hoạt động, có thiết kế tương tự nhà máy Chernobyl ở Ukraine, cùng hai lò hiện đại hơn đang trong quá trình xây dựng. Hai lò mới này gần giống lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát ở tỉnh cùng tên ở Ukraine. Nhà máy Kursk cung cấp gần 90% tổng lượng điện cho tỉnh này và phần lớn điện do nhà máy sản xuất được cung cấp cho các khu vực lân cận và lưới điện thống nhất của Nga. Trong trường hợp Nga mất kiểm soát nhà máy vào tay Ukraine, tỉnh quốc sẽ gặp nhiều vấn đề về nguồn cung điện. Những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90 km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông đề nghị Kyiv suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả. Tổng thống Nga Putin nói: "Đó là những hành động khủng bố rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ châu Âu?" Trước đó, tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi đã kêu gọi Moscow và Kiev kiềm chế tối đa các hoạt động quân sự để tránh tai nạn hạt nhân, dẫn đến những hậu quả phóng xạ nghiêm trọng. Ông Grossi cho biết đã đích thân liên hệ với những bên liên quan ở Nga và Ukraine để cập nhật tình hình. Trong tuyên bố trên Telegram, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái cảm tử, phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do phương Tây cung cấp Video quay từ hiện trường cho thấy sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện khiến nó bốc cháy. Xe bọc thép chở quân VAB phát triển vào những năm 1970, được nhà sản xuất Akrot mô tả là một phương tiện mang tính biểu tượng cho quân đội Pháp. Ukraine được cho là có hàng chục chiếc xe này. VAB là xe bọc thép chở quân do công ty Panhard và tập đoàn SAVEM Renault phát triển. Xe được thiết kế bao gồm khoang điều khiển ở phía trước, bên trái trang bị ghế ngồi cho lái xe và bên phải cho chỉ huy ở giữa là khoang động cơ và sau cùng là khoang chở binh sĩ. VAB có thể chở theo tổ lái hai người cùng 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. Thiết giáp VAB có chiều dài 5,98m, chiều rộng 2,49m, chiều cao 2,06m và trọng lượng của xe khoảng 13 tấn. Xe được thiết kế với nhiệm vụ chính là vận chuyển nhân sự và thiết bị trong các khu vực tác chiến. Theo Military, phiên bản Pháp cung cấp cho Ukraine là 4x4 bánh, việc sử dụng động cơ diesel tăng áp 6 xi lanh làm mát bằng nước Renault MDF 062045 với công suất 220 mã lực cho phép nó di chuyển trên đường bộ với tốc độ tối đa lên đến 92 km h với tầm hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, nó cũng có thể di chuyển trong nước với vận tốc 7 km h Theo lực lượng vệ binh quốc gia Nga, binh sĩ nước này trước đây đã phá hủy nhiều phương tiện khác của Ukraine do phương Tây cung cấp, trong đó có xe bọc thép Stryker và M113 do Mỹ sản xuất, xe bọc thép FV432 do Anh sản xuất. Nga nhiều lần cảnh báo rằng, không khoản viện trợ nước ngoài nào dành cho Ukraine có thể ngăn cản kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine và điều đó sẽ chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong bản cập nhật tình hình giao tranh, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã tổn thất về binh sĩ và nhiều thiết bị tại khu vực Kursk của Nga trong 24 giờ qua, trong đó một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh. Quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động nhằm đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực biên giới. Mặc dù Kiev đã kiểm soát được một số ngôi làng và kiểm soát thành phố xuất ra, trong những ngày đầu của cuộc tấn công, nhưng quân đội Nga đã giành lại hơn một chục khu định cư trong khu vực. Theo Reuters, Ukraine đang sử dụng hàng chục hệ thống trí tuệ nhân tạo AI do nước này sản xuất cho máy bay không người lái để tiếp cận mục tiêu trên chiến trường. Các hệ thống sử dụng AI cho phép máy bay không người lái UAV giá rẻ, mang theo chất nổ, phát hiện hoặc bay đến mục tiêu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Katerina Chenohorenko cho biết về hệ thống AI cho UAV. Hiện nay có hàng chục giải pháp trên thị trường từ các nhà sản xuất Ukraine. Chúng đang được mua và cung cấp cho lực lượng vũ trang. Hệ thống UAV tự động đang có nhu cầu cao trong bối cảnh việc sử dụng tác chiến điện tử ngày càng gia tăng trên chiến trường. Hệ thống tác chiến điện tử tạo ra một mái vòm bảo vệ xung quanh vị trí của chúng bằng cách phát ra các tín hiệu mạnh, làm gián đoạn liên lạc giữa UAV và phi công, khiến chúng mất quyền kiểm soát máy bay và trượt mục tiêu. Ukraine hy vọng việc triển khai UAV tích hợp AI trên chiến tuyến sẽ giúp nước này đối phó với tác chiến điện tử của Nga cũng như cho phép các máy bay không người lái hoạt động hiệu quả hơn khi tấn công ồ ạt. Quá trình phát triển drone AI ở Ukraine tập trung vào ba vấn đề chính, gồm phát triển các hệ thống hình ảnh giúp xác định mục tiêu và điều khiển drone nhắm vào đúng mục tiêu, lập bản đồ địa hình để dẫn đường cho các thiết bị khác, cũng như phát triển các chương trình phức tạp hơn kết nối các UAV hoạt động trong cùng nhóm. Một trong những công ty tiên phong là Swarmer đang phát triển phần mềm kết nối các thiết bị bay không người lái thành một mạng lưới. Quyết định có thể được thực hiện ngay lập tức trên toàn bộ nhóm, trong khi con người chỉ can thiệp để phê duyệt các cuộc tấn công tự động. Theo giám đốc điều hành Swarmer, Serhiy Kuprinenko cho biết, các phi công thường phải chật vật mỗi khi điều khiển tối thiểu 5 chiếc drone cùng lúc. Trong khi đó, công nghệ AI có thể xử lý cùng lúc hàng trăm chiếc drone, vượt trội khả năng con người. Hồi tháng 7, một quan chức Ukraine tiết lộ với Reuters rằng tỷ lệ tấn công mục tiêu của hầu hết FPV đã giảm xuống còn từ 30 đến 50%. Trong khi đối với các phi công mới, tỷ lệ này có thể thấp hơn tới 10%. Và nhiễu tín hiệu là vấn đề chính. Vị quan chức này dự đoán rằng FPV do AI điều khiển có thể đạt tỷ lệ trúng đích khoảng 80%. Ukraine đang sử dụng UAV đánh chặn để bán hạ số lượng lớn UAV trình sát hình ảnh của Nga, giúp xác định các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa vào các mục tiêu của Kiev phía sau chiến tuyến. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phát biểu tại một hội nghị về an ninh Á-Âu cho biết Năm 2022, các tường lĩnh Ukraine đã gọi điện cho ông và yêu cầu ông giúp liên lạc với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin để đầu hàng. Ông nhắc lại rằng Belarus bị cho là có cùng mục đích với Nga do quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của nước này. Ông nói đùa rằng, đây là một câu hỏi dành cho ông Zelensky, tại sao con đường đến miền đông nước Nga lại ngắn hơn khi đi qua Kiev? Đúng vậy, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô rất lớn ở phía nam Belarus và khi cuộc tập trận kết thúc, Nga bắt đầu rút quân ở phía nam dọc biên giới Ukraine, một nửa đã được rút. Theo ông Lukashenko, theo thời gian, người ta sẽ biết ai đã kích động phần còn lại của lực lượng Nga rẽ 20 km về phía nam và đi qua Kiev. Ông nói, sau đó các tướng lĩnh Ukraine đã gọi cho tôi, yêu cầu liên lạc với ông Putin thông qua tôi để ngăn chặn xung đột và bằng cách nào đó đầu hàng. Ông lưu ý rằng, Bộ Chỉ huy Nga đã rút quân khỏi Kiev, một lần nữa tin tưởng vào phương Tây. Vào tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video dài 3 phút phỏng vấn người lính cựu cảnh sát Ukraine Alexander Makievsky nhân vật cho biết đã tự nguyện đầu hàng lực lượng nga sau khi tận mắt chứng kiến những khó khăn ở tuyến đầu do thái độ vô cảm của chỉ huy đối với các binh sĩ người này kể bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát sau khi từ chối tham gia một nữ đoàn tấn công của Ukraine do không còn lựa chọn nào khác Makievsky phải ký hợp đồng với quân đội theo anh một số binh sĩ Ukraine bị chỉ huy bỏ mặc không có thức ăn và nước uống suốt nhiều ngày trong khi bị cấm rút lui với đe dọa sẽ bị hỏa lực nhắm vào. Anh nhớ lại, có một hôm nghe thấy tiếng nói chuyện rất hỗn loạn qua sóng vô tuyến khi một nhóm Ukraine quyết định rút lui. Nhiều binh sĩ Ukraine đã chọn việc đầu hàng và cáo buộc Kiev coi họ là bia đỡ đạn, không cung cấp các thiết bị cơ bản để chiến đấu. Họ cũng phàn nàn về việc thiếu huấn luyện và kể nhiều vụ đào ngũ đã xảy ra. Trong khi đó, quân đội Nga đã thiết lập một tần số vô tuyến đặc biệt để lính Ukraine có thể đầu hàng cùng với sự đảm bảo rằng những người tự nguyện đầu hàng sẽ được đối xử nhân đạo cũng theo tổng thống belarus nguy cơ gia tăng căng thẳng hiện tại là rất lớn kiev đang tìm cách gây áp lực lên eu để lực lượng nato vào cuộc xung đột nhưng ông chắc chắn rằng cả nga belarus và cả âu á nói chung đều không cần đến sự căng thẳng này vì vậy ông lukashenko tin rằng trước hết chúng ta cần ngồi vào bàn đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết và ở ukraine vẫn có những người hiểu chuyện chủ yếu là binh sĩ muốn chấm dứt đối đầu các công ty quốc phòng Ukraine đã phát triển thành công và giới thiệu công nghệ 7 máy bay không người lái. Thông tin nói trên đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Herman Smetanin công bố. Công ty Brave One cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin, Bộ Tổng tham mưu và Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tiến hành thử nghiệm trình diễn bước phát triển mới. Cụ thể, 7 nhà sản xuất đã cho thấy sự phát triển của công nghệ 7 máy bay không người lái. Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã thấy được khả năng của nhà sản xuất trong nước và đưa ra khuyến nghị nhằm cải tiến sản phẩm. Công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo cho phép kết nối hàng chục máy bay không người lái vào một mạng lưới cùng một lúc và chỉ cần duy nhất một người điều khiển cả nhóm. Theo giới thiệu, công nghệ này sẽ hợp nhất một nhóm máy bay không người lái trong một mạng lưới tự chủ, trong đó người điều khiển sẽ chỉ lựa chọn mục tiêu và cho phép tiêu diệt nó. Được biết tại Ukraine, công nghệ bầy máy bay không người lái đang được phát triển bởi công ty Swarmer được kỳ vọng sẽ mang lại ưu thế vượt trội trên chiến trường khi tiến hành những đợt tấn công quy mô lớn. Hồi đầu tháng 10, trong cuộc thảo luận trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã cảnh báo các cuộc xung đột trong tương lai sẽ là những màn đọ sức giữa các máy bay không người lái UAV. Vị tỷ phú Mỹ tin rằng UAV là tương lai của các cuộc xung đột. Tỷ phú Elon Musk bình luận trên X, các trận chiến bầy đàn máy bay không người lái sắp diễn ra sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc phát biểu tại hội nghị cấp cao CEO do tờ The Wall Street Journal tổ chức tại London, Anh năm ngoái, tỷ phú Elon Musk cũng từng nhận định bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai giữa các quốc gia tiên tiến hoặc ít nhất là các quốc gia có khả năng sử dụng UAV sẽ là các cuộc xung đột bằng UAV. Mức độ phổ biến của UAV trong các cuộc xung đột gần đây đã gia tăng đáng kể. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, UAV đã nổi lên như một phương tiện đặc biệt quan trọng. UAV được sử dụng trong các nhiệm vụ phức tạp như giám sát, trinh sát và thậm chí tấn công mục tiêu với độ chính xác và hiệu quả cao. Hồi giữa tháng này, Bộ Quốc phòng nga cho biết rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Maximilianovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. nguồn tin quốc phòng tiết lộ về TASS, việc giành được Maximilianovka giúp thúc đẩy quá trình bao vây Kurakhov. Liên quan đến tình hình xung đột ở khu vực này, hình ảnh định vị địa lý tại lối vào phía đông Kurakhov cho thấy sự hiện diện của lực lượng Moscow. Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga RFAF có mặt trong trung tâm Kurakhovka, một tuyến đường tiếp tế quan trọng của đối phương đã bị kiểm soát. Sự thất thủ của thành phố có lẽ sắp xảy ra do tình hình chiến thuật khó khăn của quân đội Ukraine AFU. Kênh Radovka xác nhận lực lượng Moscow tiến vào địa giới thành phố Kurakhov bắt đầu chờ áp quân đồn trú của đối phương. Trái ngược với những dự đoán rằng Kurakhov sẽ bị bảo vây, RFAF lại thực hiện một kế hoạch hoàn toàn khác. Các báo cáo cho thấy đội hình tiên phong của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và đang phát triển về phía trước dọc theo đại lộ Zaporizhia. Ukraine có vẻ như bị Nga đánh lạc hướng. Bước đột phá này cho thấy quân đội Nga xác định hiện tại là thời điểm tốt nhất để xông lên hạ gục lực lượng vũ trang Ukraine vốn đang hoảng loạn sau những thất bại liên tiếp và tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại trước khi những cơn mưa theo mùa ập đến khiến đường xá lầy lội, gây khó khăn cho tác chiến thọc sâu bằng bộ binh cơ giới. Cũng liên quan đến tình hình xung đột, quân đội Nga cho biết lực lượng pháo binh của họ tại tiền tuyến đã khai hỏa vào điểm tập trung quân tạm thời và một kho đạn Ukraine. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, kíp điều khiển cối Tiunpan đã tới vị trí khai hỏa sau khi nhận dữ liệu từ đơn vị trinh sát. Trong những công trình bị hư hại, một phần nằm gần ngôi làng ở tiền tuyến, điểm tập trung của binh sĩ Ukraine và một kho đạn đã bị phát hiện. Máy bay không người lái UAV sau đó xác nhận các mục tiêu trên bị tấn công. Tuy nhiên, bản thông cáo không nêu rõ vị trí cụ thể của nơi tập trung quân và kho đạn Ukraine bị pháo kích lần này. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov cho biết, lực lượng vũ trang Moscow đã tấn công UAV nhằm vào một tòa nhà thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trang tin TASS dẫn lời ông Karirov cho biết, đòn tấn công máy bay không người lái UAV của quân đội Nga nhằm vào Bộ Tổng tham mưu Ukraine là để trả đũa cho vụ UAV Kiev đã tập kích trung tâm huấn luyện đặc nhiệm ở thành phố Gudermes thuộc Chechnya gần đây. Quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng UAV Geran nhằm vào trung tâm điều khiển các hệ thống không người lái của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở thủ đô Kiev, nơi mà các UAV của phía Ukraine được phóng đến thành phố Gudermes. Ông cũng đăng một bức ảnh cho thấy mái của một tòa nhà được cho là thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine bị hư hại. Trong khi đó, một cựu nghị sĩ Ukraine nói rằng các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ một UAV, xác của nó rơi xuống một trong các tòa nhà thuộc trụ sở Bộ Tổng Tham Mưu. Trên tiền tuyến, tướng quân đội Ukraine ông Dmytro Meshenko thừa nhận tiền tuyến Ukraine đang sụp đổ trước đà tiến của quân đội Nga. Tuần này lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Selidove, nằm giữa Donetsk và Pokrovsk ở miền đông Ukraine, nơi được quân đội Nga coi là mục tiêu ưu tiên. Tướng Machenko thừa nhận, binh sĩ Nga đã tiến vào thị trấn chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ bao vây và kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Điều này sẽ giúp họ có lối thoát chiến thuật đến Pokrovsk. Kịch bản này rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở mặt trận Donbass, gồm Lugansk và Donetsk. Nga liên tiếp tuyên bố kiểm soát các khu vực ở mặt trận này và đang áp sát pháo đài chiến lược Pokrovsk. Tướng Marchenko cho biết, nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt là một trong những lý do chính khiến tiền tuyến của Ukraine suy yếu. Ông đổ lỗi cho sự yếu kém của quân đội Ukraine ở tiền tuyến là do thiếu đạn dược, vấn đề tuyển quân và chỉ huy thiếu hiệu quả. Đồng thời ông cũng mô tả kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một sai lầm. Ông cho rằng kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky tập trung quá nhiều vào việc kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ, mà thiếu các điểm đề cập đến Ukraine hoặc nhu cầu của binh sĩ. Bình luận của tướng Machenko về tiền tuyến đang sụp đổ là tuyên bố hiếm hoi từ một chủ ý Ukraine. Các quan chức phương Tây ngày càng trở nên bi quan về cơ hội của Ukraine trong việc đẩy lùi Nga. Các nhà phân tích thậm chí tỏ ra bi quan hơn về khả năng bảo vệ tiền tuyến của Kiev. để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh xung đột gia tăng. Ukraine với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế đang đẩy nhanh việc sản xuất hệ thống pháo tự hành. Động thái này nhấn mạnh sự thay đổi chiến lược của Ukraine trong việc tăng cường sản xuất quốc phòng trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực pháo binh và đạn dược, khi mà quy mô cuộc xung đột ngày càng rộng hơn, đặt ra yêu cầu phải giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp quân sự nước ngoài. Mới đây, Ukraine Skaparab đã đưa tin, trong một bài phát biểu sau chuyến thăm các nước Bắc Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã sản xuất gần 20 khẩu pháo tự hành Bokdana mỗi tháng. Sau chuyến thăm, hai bên đã có thể nhất trí về các gói hỗ trợ mới cho lĩnh vực quốc phòng Ukraine. Ngoài ra, các khoản đầu tư vào sản xuất vũ khí ở Ukraine và phát triển các dự án phòng thủ chung cũng được thảo luận. Ông Zelensky nói, chúng tôi đang sản xuất pháo, gần 20 khẩu pháo tự hành Bokdana mỗi tháng. Bokdana là pháo tự hành đầu tiên của Ukraine được phát triển với cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn NATO. Đây được coi là một trong số những dòng pháo tự hành bánh lốp tốt nhất thế giới. Bất chấp những khó khăn do bối cảnh xung đột kéo dài, ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn tiếp tục sản xuất các hệ thống pháo tự hành 2S22 Bogdana. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Từ đó giúp họ vẫn có thể sản xuất các dòng vũ khí phục vụ quân đội. Vào thời kỳ đỉnh cao, nhà máy chế tạo máy hạng nặng Kramatorsk của Ukraine có thể sản xuất tới 20 đơn vị pháo tự hành 2S-22 Bogdana mỗi tháng, trong khi tốc độ tiêu chuẩn là 15 đơn vị mỗi tháng. 2S-22 Bogdana là loại lựu pháo tự hành bánh lốp 155mm, được thiết kế và phát triển thành công ở Ukraine vào năm 2016 theo tiêu chuẩn của NATO. Ngay sau khi được phát triển thành công, pháo tự hành 2S-22 Bogdana đã ngay lập tức được Ukraine sản xuất hàng loạt để biên chế. Pháo tự hành 2S-22 Bogdana cùng với các dòng xe chiến đấu bộ binh cũng như một số hệ thống vũ khí khác được cho là đã thể hiện xuất sắc trong cuộc xung đột đang diễn ra, bất chấp việc trước đó chúng luôn bị nghi ngờ về hiệu suất hoạt động. Được thừa hưởng nền tảng kỹ thuật quân sự lớn từ Liên Xô, Ukraine đang từng bước khẳng định mình bằng việc cho ra đời các loại khí tài cực mạnh. Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosokka của Nga vừa qua đã nhận được lớp phủ ngụy trang mới Nakika, khiến nó khó bị phát hiện hơn theo đó, công ty Rus Electronic, một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết, cơ sở của kiểu ngụy trang mới là loại vải hấp thụ sóng vô tuyến đặc biệt và các tấm làm bằng vật liệu công nghệ cao được gắn vào vỏ giáp và lớp phủ mới hấp thụ hiệu quả bức xạ trong phạm vi quang học và cận hồng ngoại, giúp che giấu hệ thống phun lửa hạng nặng khỏi camera ảnh nhiệt và các thiết bị tương tự khác. Đồng thời, cản trở hoạt động đối với những khí tài dẫn đường. Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Khoa học Thép NII Tali. Hệ thống Nakika được thiết kế để tăng khả năng sống sót của các khí tài được trang bị lớp phủ này trên chiến trường. Hệ thống này có thể làm giảm khả năng bị phát hiện từ hệ thống TV và đầu dò xuống 305. Khả năng bị phát hiện bởi đầu dò hồng ngoại sẽ giảm từ 2 đến 3 lần và khả năng bị phát hiện bởi radar giảm 6 lần, từ đó tăng cường khả năng sống sót. Hệ thống ngụy trang Nakika hoàn chỉnh nặng khoảng 125 kg và có thể được lắp đặt nhanh chóng. Được biết, Kích ca ngoài trang bị cho lực lượng tăng thiết giáp, thì nó còn có thể dùng để ngụy trang cho các cộng sự giã chiến, sở chỉ huy, nhà để xe, kho đạn dược và nhiên liệu. Tại sự kiện Army 2024, hồi tháng 8 năm nay, nga đã lần đầu tiên giới thiệu phiên bản xe tăng T14 Armata được trang bị lớp giáp này. Trong khi đó, TOS-2 Tosaka là phiên bản mới nhất trong dòng súng phun lửa nhiệt áp của quân đội nga, nổi bật với khả năng cơ động cao và sức mạnh hủy diệt lớn, khác với các phiên bản tiền nhiệm TOS-1 và TOS-1A với khung gầm bánh xích. TOS-2 được lắp đặt trong khung gầm xe tải quân sự URA 6x6, tăng khả năng di chuyển nhanh chóng và linh hoạt trên các tuyến đường đa dạng. Phần cabin được bọc thép để bảo vệ tổ lái trước hỏa lực cỡ nhỏ và mảnh đạn pháo, trong khi trạm phóng ở phía sau gồm 3 hàng ống pháo tên lửa, tạo nên một cấu hình chiến đấu mạnh mẽ. Về sức mạnh tấn công, TOS-2 sử dụng đạn nhiệt áp 220mm, hay còn gọi là đạn nổ nhiên liệu không khí. Loại đạn này tạo ra một vụ nổ cực mạnh như sự kết hợp của nhiên liệu và không khí, gây ra sức nóng và sóng xung kích lan rộng, có khả năng vô hiệu hóa sinh lực địch trong phạm vi rộng. TOS-2 có tầm bắn hiệu quả từ 3,5 đến 10 km, cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao, tránh các cuộc phản công trực tiếp. Với những tính năng đặc biệt này, TOS-2 trở thành một trong những vũ khí đáng gờm và có khả năng thích ứng cao, phù hợp với nhiều loại địa hình và tình huống chiến thuật. Thiết kế của TOS-2 không chỉ tập trung một sức công phá mà còn tối ưu hóa tính cơ động, đáp ứng tốt các yêu cầu chiến đấu hiện đại của quân đội Nga. Hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Na Uy trong chuyến thăm Kiev đã đồng ý viện trợ Ukraine máy bay chiến đấu F-16 cùng Hà Lan và Đan Mạch. Và cho tới mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Arild Arugram đã có chuyến thăm tới Odessa, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm cho Kiev một khoản viện trợ bổ sung nhằm bảo trì và vận hành F-16. Theo đó, tờ European Pravda đưa tin cho biết khoản viện trợ mới lên tới 1,3 tỷ NOK, tương đương 109 triệu euro, sẽ được cung cấp thông qua cơ chế start của Mỹ Số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí và phụ tùng cho F-16. Chính phủ Na Uy cho biết trong một tuyên bố, với khoản tài trợ này, Na Uy đang góp phần cải thiện khả năng phòng không của Ukraine thông qua hợp tác với các thành viên khác của Liên minh Năng lực Phòng không. Chính phủ Na Uy sẽ chính thức đệ trình những khoản chi phí này trước Quốc hội vào cuối mùa thu để được phê chuẩn. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác vật chất. Theo ông Graham. Thỏa thuận này sẽ giúp tìm ra giải pháp thay thế để hỗ trợ Ukraine bằng các loại vũ khí không phải từ kho dự trữ của Na Uy. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí về sự hỗ trợ của Oslo trong việc cải thiện các dịch vụ y tế và các trung tâm phục hồi chức năng cho binh sĩ Ukraine. Chính phủ Na Uy cho biết, giai đoạn đầu tiên bao gồm tư vấn, đào tạo và cố vấn về điều trị và phục hồi chức năng. Được biết, F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như bổ sung vào phi đội tiêm kích cũ kỹ có từ thời Liên Xô của nước này. Tuy nhiên, hiệu quả của F-16 sẽ phần nào do loại vũ khí mà nó mang theo quyết định. Các tướng lĩnh Mỹ và quan chức Ukraine vẫn tỏ ra thận trọng rằng, mặc dù F-16 là một nền tảng hiệu quả có thể thực hiện các hoạt động tấn công và phòng thủ, nhưng sẽ không phải là vũ khí giúp thay đổi xung đột của quốc gia này với Nga. Tiêm kích F-16 có thể sẽ phải đối mặt với một môi trường hoạt động khó khăn tại Ukraine và có thể sẽ là mục tiêu hàng đầu của các hệ thống phòng không Nga. Hiện tại, Ukraine có thể đang sử dụng các tiêm kích thời Liên Xô như Su-24, Su-25 và MiG-29 để tiến hành nhiều hoạt động tấn công nhiều hơn, trong khi F-16 phần lớn vẫn được giữ lại. Mặc dù có khả năng tiến hành những cuộc tấn công tầm xa, nhưng nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn nên bảo quản F-16 và sử dụng chúng sau này. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.